Một quan chức hàng đầu của Trung Quốc lập luận rằng các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước ở châu Phi, nên có đại diện nhiều hơn trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo kênh RT Nga, ngày 1 tháng 5, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các quốc gia đang phát triển có nhiều tiếng nói hơn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Liên Hiệp Quốc. Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra một tuần sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu lên đề xuất tương tự, nói rằng các cường quốc phương Tây chiếm đại diện quá mức trong tổ chức quốc tế quan trọng này. Trong cuộc gặp với các đại sứ của Kuwait Tarek Al-Banai và Áo Alexander Maastricht tại Liên Hợp Quốc, ông Vương Nghị nói việc cải cách Hội đồng Bảo an là cần thiết để duy trì sự công bằng và công lý, tăng cường sự đại diện và tiếng nói của các nước đang phát triển, cho phép các nước tầm trung nhiều cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định của Hội đồng. Ông Vương Nghị lưu ý rằng những bất công lịch sử đối với châu Phi cần được khắc phục, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sẽ đạt được sự đồng thuận để quá trình cải cách Hội đồng Bảo an được ủng hộ rộng rãi. Trong chuyến công du châu Phi hồi tháng 1 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh muốn tăng cường đại diện của các nước đang phát triển trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm làm cho hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn. Đầu tuần trước, phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lập luận chủ nghĩa đa phương thực sự đòi hỏi Liên Hợp Quốc phải thích ứng với các xu hướng khách quan của cấu trúc đa cực đang hình thành trong quan hệ quốc tế. Và việc mở rộng đại diện của các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin trong tổ chức này cần phải được đẩy nhanh. Ông Lavrov tiếp tục phàn nàn về sự đại diện quá lớn hiện nay của phương Tây trong Hội đồng Bảo an. Ở hình thức hiện tại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bao gồm 5 thành viên thường trực Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ và 10 thành viên không thường trực, do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn 2 năm một lần. Theo các quy tắc hiện hành, 5 quốc gia châu Phi và châu Á, 1 quốc gia Đông Âu, 2 quốc gia Mỹ Latin và 2 quốc gia Tây Âu luân phiên được bầu chọn trở thành các thành viên không thường trực. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.